Phiên chất vấn và trả lời chất vấn của kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15 đã được tường thuật trực tiếp trên VTV1, truyền hình Quốc hội, VOV cùng nhiều cơ quan báo chí khác đã nhận được sự quan tâm theo dõi của đông đảo cử tri. Vâng, và đa số các ý kiến của cử tri đều đánh giá cao sự thẳng thắn và trách nhiệm của các Bộ trưởng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Tài chính, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại các phiên chất vấn và trả lời chất vấn, đồng thời cũng gửi gắm nhiều kiến nghị từ Quốc hội. Theo dõi các phiên chất vấn về các lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, tài chính, ngân hàng diễn ra chiều qua và ngày hôm nay, cử tri đã đánh giá cao các đại biểu và các bộ trưởng. Trưởng ngành đã phát huy được tinh thần thẳng thắn, cởi mở để cùng tìm ra những giải pháp cho các vấn đề mà cử tri và nhân dân cả nước quan tâm. Các vị đại biểu Quốc hội, nội dung chất vấn đã đi vào cái trọng tâm. Đối với các cái bộ trưởng trả lời, chúng tôi thấy cùng nghiêng về cái biện pháp để rồi chính phủ khắc phục những hạn chế thiếu sót. Đối với Bộ trưởng Tài chính, những cái giải pháp để mà kìm hãm cái lạm phát và để rồi cân đối giữa cái ngân sách, giá cả, mặt bằng của thị trường, thì chúng tôi thấy ông cũng đã thực sự đi vào nguyện vọng phù hợp với cái nguyện vọng của dân. Nguyên là cán bộ Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh đã nghỉ hưu. Ông Trần Hữu Nhâm đánh giá rất cao trong thời gian qua, Đảng, Quốc hội, Chính phủ cũng đã ban hành kịp thời các chính sách để hỗ trợ doanh nghiệp, người dân do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Tuy nhiên, ông cũng mong muốn Quốc hội, Chính phủ có các giải pháp trong việc kìm hãm sự tăng giá của một mặt hàng thiết yếu gây ảnh hưởng đến đời sống dân sinh. Chúng tôi là cử tri thì đề xuất, đề nghị với Chính phủ cũng như là Bộ Tài chính có các cái giải pháp, có cái biện pháp làm thế nào mà sớm ổn định được cái giá xăng dầu, là quan tâm hơn trong cái vấn đề điều chỉnh cái giá sách giáo khoa. Là một cán bộ của Sở Kế hoạch và Đầu tư Nghệ An đã nghỉ hưu, ông Hồ Sĩ Hòa đánh giá cao về tình hình triển khai và giải pháp đẩy nhanh việc thực hiện Nghị quyết số 43 năm 2022 của Quốc hội khóa 15 về chính sách tài khóa, tiền tệ, hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên, ông cũng mong muốn cần có giải pháp để việc giải ngân các nguồn vốn hỗ trợ được thực hiện nhanh và kịp thời hơn. Kỳ họp Quốc hội thì cũng quan tâm đến cái giai đoạn phục hồi kinh tế sau hậu Covid để giải ngân được chương trình này. Quy trình để mà thẩm định dự án thì cũng có phải cái điều kiện nới rộng một tí. Về cái phát triển cái thị trường vốn thì lâu nay cái thị trường vốn của doanh nghiệp thì cũng có những vấn đề khủng hoảng, thì tôi cũng muốn là Chính phủ, Bộ Tài chính là có một nghị định sớm để có cái điều kiện cho các doanh nghiệp phát hành trái phiếu. Một trong những vấn đề cũng được nhiều cử tri quan tâm tại phiên chất vấn, đó là Quốc hội, Chính phủ cần có giải pháp chấn chỉnh và xử lý các hành vi vi phạm, đặc biệt là tình trạng thao túng, làm giá, đưa thông tin xuyên tạc, thiếu kiểm chứng, không chính xác, ảnh hưởng đến thị trường vốn, chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp thời gian qua. Tôi mong rằng trong thời gian tới đây thì Bộ Tài chính sẽ có những cái giải pháp để minh bạch hóa thị trường tài chính, đồng thời hỗ trợ cho các nhà đầu tư có thể yên tâm hơn trong cái việc là đầu tư vào thị trường chứng khoán. Thời gian qua, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhiều doanh nghiệp lao đao, nhất là với tình trạng tăng giá xăng, xi măng, sắt thép, đã khiến cho nhiều doanh nghiệp vốn đã khó khăn, nay lại càng khó khăn hơn. Vì vậy, mong muốn của nhiều doanh nghiệp đó là Chính phủ triển khai kịp thời các chính sách hỗ trợ cho các doanh nghiệp, nhất là cần triển khai sớm Nghị định số 31 ngày 20 tháng 5 năm 2022 về hỗ trợ lãi suất 2% một năm từ ngân sách với khoản vay của doanh nghiệp. Chúng tôi cũng muốn đề xuất là Chính phủ có chính sách hỗ trợ giá xăng dầu để cho các doanh nghiệp mà trong cái giai đoạn phục hồi sản xuất kinh doanh này có thêm một cái phần lợi nhuận để phục hồi sản xuất kinh doanh và thậm chí là tái đầu tư trong tương lai. Chính phủ tiếp tục gia hạn cho doanh nghiệp được cơ cấu nợ cho đến hết năm 2022 để cho doanh nghiệp tập trung vào phục hồi sản xuất kinh doanh. Ngày mai, Quốc hội sẽ tiếp tục tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn về nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực giao thông vận tải như tiến độ, chất lượng và công tác phòng chống thất thoát, lãng phí trong việc triển khai các dự án, công trình giao thông trọng điểm quốc gia, hệ thống đường cao tốc, công tác kiểm tra, giám sát, bảo đảm chất lượng các công trình giao thông được đầu tư từ ngân sách nhà nước.